Mỹ gửi cảnh báo tấn công Iran sau vụ bắn rơi máy bay không người lái. Tướng Gholam Zeyzerjan Ali, người đứng đầu tổ chức phòng vệ dân sự Iran, cho biết nước này đã nhận được một lời cảnh báo từ Mỹ về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự giới hạn sau khi Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ. Sau khi Iran bắn rơi máy bay không người lái xâm phạm, Mỹ đã thông báo với chúng tôi thông qua các kênh ngoại giao trung gian rằng họ muốn tiến hành một chiến dịch giới hạn. Tướng Jan Ali, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, nói với hãng tin Fars News hôm nay mùng 7 tháng 7. Tuy nhiên phản ứng của Iran đó là, chúng tôi coi bất kỳ chiến dịch nào cũng là sự khởi đầu của một cuộc chiến, tướng Jan Ali nói thêm. Một ngày sau khi máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rơi tại vùng vịnh, các nguồn tin Iran đã nói với Reuters hôm 21 tháng 6 rằng, Tây Gian đã nhận được thông điệp do Tổng thống Donald Trump gửi qua Oman, cảnh báo Mỹ chuẩn bị tấn công Iran. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Iran sau đó đã phủ nhận thông tin này. Tổng thống Donald Trump sau đó thừa nhận ông đã phê chuẩn kế hoạch tấn công quân sự trả đũa Iran sau vụ bắn rơi máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã quyết định hủy kế hoạch vào phút chót vì lo sợ 150 người có thể thiệt mạng vì vụ tấn công này. Iran cho biết nước này buộc phải bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vì máy bay này hoạt động trong trạng thái tàng hình khi xâm nhập không phận Iran. Quân đội Iran cho biết đã nhiều lần cảnh báo máy bay Mỹ, song phía Mỹ không tuân thủ. Ngược lại, Lầu Năm Góc khẳng định máy bay của Mỹ bị bắn rơi khi đang hoạt động tại vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Vụ việc khiến quan hệ Mỹ-Iran càng thêm căng thẳng sau khi Lầu Năm Góc triển khai hàng loạt khí tài quân sự tới Vịnh Ba Tư hồi tháng 5 để nắn gân Tây Gian. Văn phòng Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nhà nước Iran là hành động khủng bố và là cuộc chiến kinh tế chính thức. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Rouhani cho biết nếu Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép về kinh tế với Iran, điều đó có thể dẫn tới những mối đe dọa khác cho khu vực và toàn thế giới. Tổng thống Rouhani cũng kêu gọi Liên minh châu Âu nỗ lực hơn để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này cách đây một năm. Ông Rouhani cho biết, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran vẫn nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran trong suốt 14 tháng qua với sự kiên nhẫn chiến lược. Reuters dẫn lời một quan chức Iran hôm nay cho biết nước này sẽ đưa ra thông báo về mức làm giàu uranium lên 5%, cao hơn so với mức trần được quy định tại thỏa thuận hạt nhân Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 1 tháng 7 thông báo nước này đã vượt quá hạn mức 300 kg dự trữ uranium làm giàu theo quy định của thỏa thuận hạt nhân. Thỏa thuận hạt nhân được Mỹ ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama quy định do Iran chỉ được phép làm giàu uranium ở tỷ lệ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân và cũng thấp hơn so với mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết. Thành đạt. Tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.